Em chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh Cúc Huyền Bắc Hà nhé. Cô chú anh chị em hôm nay em giới thiệu bác hôm nay mới về này. Một chú vàng trái cực kỳ đẹp luôn. Mới về thì cái tai nó hơi nó chưa lên được nên em vừa mới nẹp cái tai lên vừa xử lý cái tai nó. Em dắt em vừa về đến đây là em cho xuống nhà gửi đến nhà bà. Đấy, đây nhà bà nội em cái trại chó em ngày xưa đây mọi người xem rồi mới biết là cái trại này giờ em bỏ rồi em không nuôi nữa. Đấy. Em mới về em vừa bắt đến đây thì em xử lý tai nó còn này lưỡi đốm nhiều luôn, chân tay người khung nhức cộng với cực đẹp luôn, cái tai nó chưa lên nên em hỗ trợ tai vừa mới nẹp cái tai, bây giờ con này nẹp căng tét tai lên thì quá đẹp luôn. Con này mới phải 3 tháng rồi mọi người, 3 tháng rồi đấy, 3 tháng nó khoảng tầm 9 đến 10 cân đấy, nhìn nó rất là ok, rất đẹp luôn, vàng cháy cực nét cực đẹp luôn nhé, chân tay thẳng tắp luôn. Khá là ok, cục tịt mọi người ạ, cao. Con này nuôi tới rất là tương lai luôn. Về chỉ bây giờ chỉ mong hỗ trợ và về bổ sung canxi cho nó để cho nó lên cái tai nữa thì là nó quá đẳng cấp luôn rồi đấy. Vàng cháy là một con vàng của màu của năm nay, rất nhiều anh em săn đón tìm kiếm. Ở đây hôm nay được sở hữu một chú vàng cực kỳ gọi là khá là ưng ý. Đấy, khá là ưng ý luôn. Đấy, lưỡi đốm nó khá là nhiều luôn mà. Ơ đừng bới nhá. Đừng có bới ở trong đấy. Đi ra đi. Này nó gấu lắm mọi người. Ở nhà nó lúc em đến em rình em bắt nó sủa ầm ĩ luôn, nó gấu lắm luôn. Rất là gấu luôn. Con này nó vào khoảng tầm 9 đến 10 cân mọi người ạ. Khá là ok. Mũi đen. Vàng óng luôn. Con này mà song lông thì đẹp lắm này. Vừa về luôn, vừa về đến đây. Vừa về đến đây nên em làm video luôn cho mọi người. Vừa hỗ trợ cái tai nó. Con này tai nó khá là cũng không phải bé lắm đâu. Cũng không to lắm. Nó cân đối so với cái khung người con này. Đấy, bé thì nó không bé hẳn, em có nói rõ mọi người bé thì không phải bé tí tai sò. Những con thật VIP thì em không nói. Đấy, nhưng con này với khung của nó thì cái tai nó so với nó đây này mọi người nhìn này. Đây, cái tai so với nó thì cũng không phải là to. Đấy, bây giờ chỉ mong là chờ hỗ trợ tai nó lên thôi và bổ sung canxi, ở nhà người ta nuôi không được tốt cho lắm. Đấy. Đấy, mọi người nhìn cân cái tai đầu thủ nó cân với đua so với người nó, vàng trái trời hôm nay nắng nên là nhìn nó lại càng nét hơn. Đấy. Cái màu này ra nắng nó nét lắm. Đấy, mọi người quan sát kỹ nó đi. Con này ở nhà họ cũng được xích nhiều. Cái xích như cái phần cổ kia nó bị đen hết cái phần cổ kia. Cái gì có sắt ấy. Đấy, mọi người nhìn đây nhá. Đấy, so với cái tai ấy, nó không phải là to lắm đâu. Đấy, con này lưỡi đúng khá đúng luôn. Mắt tinh lắm mọi người ạ. Đực, cộc tịt. Nó vào khoảng 3 tháng. Gà đen ngon thế. Đây, mổ ăn thì ngon. Gà nháy luôn, gà xì luôn con gà đen này. Con này mà luộc lên thì này, con gà này mà luộc lên xong cứ xé chấm chậm chéo ớt với này hạt dổi mắc khén thì ngon tuyệt vời luôn. Gà nhà bà em nuôi. Đấy. Nhìn đây xem nào. Đấy, nhìn này đúng không? Đấy, nhìn này cái tai không phải là to. Đấy, quay mặt thẳng trực tiếp mặt cho mọi người nhìn này. Đấy, nói chung là nó cân đối so với con chó. Đây chỉ cần hỗ trợ nó lên là xong. Bổ sung canxi cho nó chạy nhảy, hỗ trợ tai là ok. Cô chú anh chị em nào mà có nhớ hứng với em này thì alo em qua số điện thoại 0777 51633 hoặc là 0352129582. Đấy. Một chú mua vàng cháy rất đẹp luôn mọi người ạ, rất đẹp rất nét luôn. Đấy, lưỡi nhìn này, lưỡi này cái lưỡi đốm nhiều lắm luôn mọi người, đây này, đấy đấy lưỡi nó đốm gần như là 60-70% cái lưỡi to huỳnh như này, cái lưỡi kìa.
Đây. Đây, nhìn chưa, nhìn lưỡi chưa, 80-90% đấy, không phải là 7 rồi. Cái phần nửa trong là đốm hết nhá, ở ngoài thì nó đốm đến tận giữa ở ngoài luôn, nó chỉ có một góc ngoài thôi. Về đây nó rộng rãi thoáng, nó thích mọi người, nó thích. Chứ nhà họ nó ở trong cái chuồng lợn ấy, nhốt trong nó ở trong cái chuồng lợn ấy, nhìn nó khổ lắm. Đấy, thẳng mắt thẳng người. Con này gầy ấy, về đây em vứt đây, nếu mà không ai bắt thì em vứt đây, em để cho bà em chăm. Chăm này chỉ mong hỗ trợ cái tai lên để chăm. Đấy, đây có một con khoang này. Con này con Bắc Hà. Bắc Hà. Con này vào 3 tháng này. Đấy, ông vừa tắm cho nó xong. Vừa tắm rửa cho nó xong. Con Bắc Hà đốm. Con này là khoang, một khoang. Con này nó cũng xù ác lắm mọi người. Nó đang tầm thay lông nên nhìn nó thế. Đấy, làm quen đấy. Con này em bắt về đây để cho nó huấn luyện, để cho đi theo bố em đi 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 ấy, đi thả trâu chăn ngựa, ăn trâu chăn ngựa. Con này nhanh nhẹn lắm, lành lắm. Đấy, nghịch sướng. Con kia vừa tắm xong nó bê bết hết lông, bê bết hết lông, còn đang thay lông. Cái tầm chó nó đang thay lông thế nhìn nó xấu lắm. Con này để mà mọi người biết thì về dòng Bắc Hà này thì mọi người phải nuôi tầm 6-7 tháng thì bắt đầu nó, con chó nó mới bắt đầu đẹp đẹp dần lên. Đấy, con này cũng khá là đẹp, con này chắc bằng ngang cơ con này, cùng tuổi cùng tháng con này. Con này là chó của ông anh em nó đẻ, ông mang đây cho nó nuôi, tầm 4 nuôi. Đấy, mọi người nhìn đi, ngắm kỹ đi. Mọi người ngắm kỹ đi rồi thích thì cứ alo em nhé. Thích như alo em. Con này về mọi người chỉ cần hỗ trợ tai mọi thứ nên là xong. Đấy, nhìn cái lưỡi nó kìa. Đốm chỉ có hai bên ở phần đằng trước ấy. Thì nó đốm nó còn ấy thôi. Nó còn không đốm mấy đâu, chứ còn tất cả nó là đốm hết. Đấy. Đấy, mọi người ngắm kỹ rồi đúng không? Ok, khả năng em cũng dừng cái video ở đây. Mọi người, cô chú anh chị em nào mà có nhà hững thì alo em nhé. Alo trực tiếp luôn cho em nhé. Alo trực tiếp luôn cho em. Thì con này nó cũng hợp lý giá thôi, nó cũng không phải cao lắm mà cũng không phải thấp lắm đâu. Nó vừa phải so với một chú cún đang hot hiện tại bây giờ. Nhưng một chú cún đang hot hiện tại bây giờ nó phải tương đối khá là cao. Đấy, nhưng con này em cún này cún bắt bản nên là em bắt nó cũng hợp lý, nên về em để anh em giá cũng hợp lý thôi nhá. Đấy, anh chị, cô chú, anh chị em nhanh tay alo cho em nhé. Rồi, ok, em chào mọi người, chúc mọi người xem video vui vẻ. Hẹn mọi người video sau ạ.